Giữ đúng lời hứa, vợ chồng Thủy Tiên, Công Vinh đã đến ngân hàng để sao kê khoản tiền từ thiện hơn 177 tỷ đồng đã từng đứng ra kêu gọi trước đó. 18.000 trang sao kê khoản tiền 177 tỷ đồng mà cả hai đã đứng ra kêu gọi hồi năm 2020. Ngoài ra trong buổi livestream, Công Vinh cũng bức xúc cho biết sẽ khởi kiện những cá nhân, doanh nghiệp đã vu khống cặp đôi trong suốt thời gian vừa qua. Suốt thời gian vừa qua ấy, là hai vợ chồng đã bị chịu cái điều tiếng rất lớn là vu khống trên thông tin bịa đặt ở trên lan truyền trên mạng Facebook, rồi một số cá nhân là đã vu khống bôi nhỏ danh dự và thông tin bịa đặt trên internet thì và làm ảnh hưởng đến cái cuộc sống gia đình, ảnh hưởng đến cái lợi ích cũng như tình hình. Từ tình hình kinh tế của gia đình. Vì vậy với quyền công dân của mình thì tôi, vợ chồng chúng tôi sẽ nhờ đến cơ quan pháp luật để bảo vệ cái quyền chính đáng hợp pháp của hai vợ chồng. Và ngày hôm nay là những giấy tờ này, những sao kê này sẽ là bằng chứng để chúng tôi gửi đến cơ quan chức năng và cơ quan cảnh sát điều tra. Và chúng tôi tin vào pháp luật, vì vợ chồng chúng tôi tin rằng là không có một cá nhân nào có thể đứng trên pháp luật được. Và dù bất cứ đó là ai thì vợ chồng chúng tôi cũng sẽ có đơn kiện với những người đó, dù là doanh nhân, CEO hay là một người buôn bán bất động sản hay bất cứ một cá nhân tổ chức nào, thì chúng tôi tin rằng pháp luật sẽ có cái chế tài để xử lý những cái sai trái đó. Chúng tôi luôn khẳng định với tài khoản 746 là chỉ duy nhất kêu gọi quỹ từ thiện của miền Trung, và không có bất cứ một tài khoản nào kêu gọi từ miền Trung cả. Và trên internet có lan truyền một cái tin nhắn là gửi tiền của số tài khoản 2812, mà không biết là gửi cho hình thức theo kiểu là gửi cho miền Trung hay là gửi cho đâu cả. Thì như vậy thì chúng tôi cùng có in sao kê cái số mà mọi người lan truyền trên mạng đây. Chúng tôi cũng có in sao kê với số tài khoản 2812 từ ngày 10 tháng 10 trước khi chúng tôi đi từ thiện. Chúng tôi khẳng định rằng là không có bất cứ một giao dịch hay là bất cứ một cái số tiền nào ủng hộ từ thiện miền Trung. Vào số tài khoản này là số tài khoản visa cho vợ của chúng tôi và cho tiền để đi chờ thôi. Là chúng tôi đã sao kê số tài khoản 812 vào ngày 10 tháng 10 2020 đến ngày 10 tháng 4. Thì ở đây là không, là tất cả những cái này là giao dịch là từ mọi người gửi vào đây. Đó. Đây là những cái giao dịch mà đi chợ của Tiên, không có ai gửi tiền quyên góp miền Trung gì vào. Hiện tại trong tỉnh 6 tháng